Bơ chấm chao đừng có tào lao. Bữa nay mượn chiếc xe của bà nội á, chạy lên sớm chơi. Chạy lên sớm gặp con bà kia cắn hai cái chạy giết về nhà. Chứ mà đứng ở đó ha, một hồi bà lại bà quấn mà banh cái mặt luôn. Sau khi mà cắn con ta là chạy trốn về nhà. Ngang cái sào đồ tôi nhìn tôi thấy cây lan. Tôi nói ủa bữa nay bà nội bà trồng lan đồ nữa. Dòm ngó ngó ủa bột bơ đấy ai để đây đi ta. Hèn chi hồi nãy thấy bà ở đẳng chắc bà mua bột bơ bà để đây. Sau khi mà ăn cắp bột bơ rồi bà chạy giết ra làm sao? Cái mấy đứa nó nói là máy bay kỉnh quá. Hồi đó giờ ở quê ai đâu biết máy bay là cái làm sao. Trực hăng của người ta mà nó nói máy bay. Tôi nói là mày đứng đứng đó mày xem đi một hồi ha, B52 nó gửi hạ xuống một cái thì mày banh chành luôn. Nó nói tôi banh chành chắc ông không banh chành à. Nói vậy mà nó cũng chả treo cho được nữa. Thôi bây giờ mình bỏ qua cái chuyện trực thăng nè. Hổm gà tôi coi trên mạng là tôi thấy mấy người kia ăn ba cái bơ mà chấm nước mắm. Còn thấy mấy người kia nữa ăn chấm nước tương nữa. Thì bữa nay tôi quyết định là tôi ăn bơ chấm với chao. Bơ tôi mới chấm vô chao à, bà nội tôi mới chửi tôi là tào lao rồi. Bơ mà đi chấm chao à, ăn uống gì không biết nữa. Mày ăn đi rồi tối nay mày đau bụng rồi mày đừng có than nghe con. Tao có ngâm một chai Omo tôi để trong tủ đó, mày lấy mày để gối đầu nằm đi. Rồi tôi hỏi anh chi vậy? Rồi bà nói là tối nay mày có đau bụng thì mày lấy mày uống. U là trời của người ta ngon gì nè, bà nói là đau bụng. Thôi bây giờ bỏ qua cái chuyện đau bụng nè, bây giờ mình review. Không biết có ai mà ăn giống như tôi không ta? Bơ thì nó béo béo, còn chao thì nó béo béo mà nó còn cay cay mặn mặn nữa. Bơ với chao nó hòa quyện lại nó có cái vị lạ lạ lắm mọi người. Mọi người không tin mọi người làm thử đóng ghi gan mình đi. Nó lạ dữ lắm luôn. Clip bơ chấm chao đến đây là kết thúc máy bay mọi người.